lúc sinh ra thì ai cũng có những ước mơ một thời, ước mơ xưa vô tư dại khờ một thủ ngây ngô. Rồi tháng năm trôi qua mau đâu ai biết được, lòng người luôn đổi thay, vô tư hòa theo tháng năm vội vàng, chắc liệu còn bên ta. Trong tâm ta một khi toan tính những hận thua vụn vặt, là khi mây đen kéo đến nếu bước ta đi, và sẽ không còn trong ta đam mê cháy bỏng một thời ta đã từng mơ. Mưu sinh là trong cảm bấy cuộc đời khiến cho ta u mê. Cho những tính toán với những hận thù, mất hết tình người, chỉ toàn bắt chết đời tâm tôi. Khi ta nhận ra cô đơn với kín tâm hồn, kiếp ngọt ngào đã có một thời, nay con đơn đã xa rồi. Tháng năm tình người ấm áp dậy đi. Ủa, có chuyện gì mà mọi người tập hợp hết ở đây vậy? Không biết, nghe nói có trưởng bộ phận mới. Trưởng bộ phận? Không phải lâu nay anh Trường là tổ trưởng sao? Trưởng bộ phận khác với tổ trưởng, cao hơn. Quyết định của giám đốc thì miễn thắc mắc. À, Nghiêm! Cái gì vậy? Trưởng bộ phận tới. Nè, trưởng bộ phận tới kìa. Nghiêm! Cái gì mà trợn mắt? Đối với một nhân viên cứu hộ, ngoài kỹ năng cơ bản còn phải biết ứng xử. Thấy con gái đẹp mà mắt tròn mắt dẹt như vậy sẽ tạo hình ảnh xấu cho resort. Cô là Thủy Tiên, trưởng bộ phận cứu hộ bắt đầu từ hôm nay. Đến bơi còn dở tệ mà làm trưởng bộ phận cứu hộ. Năm 15 tuổi tôi đã giữ kỷ lục 100m bơi ngửa của trường, chưa kể còn giữ kỷ lục lặn cho tới bây giờ chưa có ai phá được. Anh nghĩ anh là ai? Vì phát ngôn linh tinh nên mọi người chạy cho tôi 5 vòng bãi biển. Hả? Liên quan gì tới tụi tôi? Làm gì cũng phải có tinh thần tập thể. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Một người vi phạm thì tất cả phải cùng chịu phạt. Đó là phong cách làm việc của tôi. Cô đúng là vô lý mà. Im miệng và phục tùng đi. Nếu không đồng ý thì có thể khiếu nại lên ban giám đốc. Còn bây giờ lập tức chạy cho tôi. Trời ơi, chạy đi Bảo, nhanh lên. Trời ơi, lát bị phạt nữa bây giờ à. Chạy như rùa vậy, chạy nhanh lên đi. Trời ơi, lần này mình bị thằng Bảo hại rồi. Là do con yêu tinh đó chứ không phải tôi. Tại cậu ghen hồn chút quán với cô ta làm gì? Tôi có làm gì đâu. Nè, nói xấu tôi hả? Có muốn tăng lên gấp đôi không? Tôi đếm không sót vòng nào đâu đó. Thằng Giang là cái đội bị trừng phạt tiếp. Mệt quá, thêm một vòng nữa chắc kêu cấp cứu luôn á.
cố ý cho mình chắc luôn. Bảo ơi Bảo, làm ơn đi, từ nay đừng đắc tội với cổ nữa, để cho tụi này sống với. Một người vô lý như vậy á, làm sao tôi chịu nổi. Cái thiệt tình nói nữa. Ai vô lý? Chào. Nè, cô không thấy người ta đang thay đồ hả? Tôi đâu có đuổi. Đến đây làm gì? À, đến để ngắm body của tụi tôi đúng không? Vậy chắc là thích lắm đúng không? Đúng, tôi rất là thích nhìn body của mấy anh. Nhất là anh đó. Nè, tôi thay đồ luôn đi. Nè, cô đúng là có vấn đề mà. Phần chạy bộ hôm nay là để kiểm tra thể lực của mọi người. Như vậy là không đạt yêu cầu. Kể từ ngày mai, tất cả mọi người phải tới sớm. Bơi trên biển sẽ khác bơi trên hồ. Phải tập luyện mỗi ngày. Tức là ngày nào cũng chạy. Tốt cho sức khỏe của các anh thôi. À, Bảo, trong đội anh là người bơi tốt nhất, thể lực tốt nhất. Tôi phong cho anh làm đội phó. Đội phó? Phong cho tôi. Sao? Không đủ tự tin hả? Cảm ơn. Hôm nay tôi có buổi giao lưu với chuyên gia bơi lội. Tôi muốn đội phó tham gia. Để có gì truyền đạt lại cho anh em. 7 giờ tối nay đón tôi tại cổng resort. Nè. Còn không á, thì toàn đội chạy bộ thêm 10 vòng nữa. Cô yên tâm, nhất định Bảo sẽ có mặt. 7 giờ tối nay tại cổng resort. Tốt. Trời ơi, tại sao mấy người không bảo vệ tôi vậy? Anh làm ơn đi, bảo vệ thân anh cho tụi tôi chết hả? Thôi thôi thôi, mọi người đi thay đồ đi. Trời ơi, đứng lại đó. Anh đừng nói gì nữa, anh ký đi. Đừng ly hôn. Tôi không thể nào sống với cái loại người đốn mạc như anh. Anh đã lừa tôi. Không, anh bị oan. Oan? Thủy Tiên nói với tôi, cổ và anh vừa vẽ cho em xong, anh bỏ đi thiệt hả? Em có nhiều tiền lắm, nhưng em không cần. Em chỉ cần anh thôi. Em chỉ cần anh quan tâm thêm một chút xíu. Anh Vũ, anh là người đàn ông rất đặc biệt. Anh đã làm những chuyện khiến em hạnh phúc. Là chuyện nhỏ thôi mà. Không nhỏ đâu. Ngay từ lần đầu tiên vào resort, cách anh nhìn em, tiếp cận em, là mọi thứ vì em. Nhất là cách anh hôn em. Em biết là anh khó xử nhiều chuyện, nhưng em không đòi hỏi gì hết. Chỉ cần ở bên cạnh anh phút giây nào là em hạnh phúc phút giây đó. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Nó đã lợi dụng anh. Anh thật sự không có làm chuyện đó. Nếu mà anh không ký thì tòa vẫn giải quyết cho tôi ly hôn đơn phương. Chúng ta đã là vợ chồng bao nhiêu năm, em phải tin anh. Vì tôi tin anh, thậm chí tôi còn giao hết cả tài sản gia đình của tôi cho anh kinh doanh. Nhưng mà anh đã phản bội lòng tin của tôi. Anh sai rồi. Anh không muốn mất em và gia đình. Đừng bỏ anh. Đừng bỏ anh. Trước khi anh làm chuyện này, anh có suy nghĩ tới hậu quả hay không? Anh phải lường trước hậu quả đi chứ. Tôi thông báo cho anh biết, tôi sẽ không bỏ một đồng xu nào cho anh nữa. Có người gọi điện cho anh nè. Alo. Anh nghe đi. Em điều tra được cô gái mà anh gửi. Cô ta là con gái của một ông chủ bất động sản rất nổi tiếng bên Mỹ, sở hữu một chuỗi nhà hàng sang trọng. Có thể nói là một trong những người gốc Việt giàu nhất bên đó. Bản thân cô ta sở hữu nhiều tài sản giá trị, nhưng bản tính lại hiếu thắng, rất thích ăn chơi tiêu xài vô lối. Giờ thì anh đã biết tại sao anh thất bại rồi chứ. Tôi theo sát anh một thời gian dài, nắm hết tất cả các mối quan hệ,
Đường đi, nước bước của anh, mọi thứ anh thấy và biết về tôi đều là thứ mà tôi muốn cho anh thấy. Để anh từ từ nhẹ nhàng mắc vào bẫy. Một đối tác rút vốn, một khách sạn thật sang nhượng, một cô gái tình cờ quen biết Lê Đại, một cô gái giàu có bất chấp tất cả để có được khách sạn. Anh tưởng tất cả là tình cờ sao? Đúng, nó tình cờ được tôi sắp đặt dành cho anh. Tôi biết anh đang run rẩy vì tức giận. Tức giận hơn nữa khi vừa mất luôn cả gia đình. Nhưng đó là cái giá phải trả khi dám đụng đến gia đình tôi. Mày đợi đó, tao sẽ không tha cho mày đâu. Anh cứ ở trong tù mà hăm dọa đi. À, trước khi cúp máy, tôi báo cho anh biết tôi sẽ không mua lại khách sạn TTC. Anh để nó xài đi nha. Mày đi. Giao lưu cứu hộ của cô là đây hả? Rồi sao? Có vấn đề gì không? Có chứ. Vì tôi không thấy hồ bơi nào hết. Đi gặp chuyên gia dạy bơi thì làm gì có hồ bơi. Mà nè, chị cứ nói là tới từng tuổi này rồi, chưa bao giờ tới những nơi giống vậy nha. Phải, tôi nhà quê lắm. Nè, đi gặp chuyên gia dạy bơi nên đừng có cãi. Cãi là mất việc ạ. Hello, các người đẹp. Hai tiên. Ê, bà mới về hả? Dạo này bà đẹp quá à. Cảm ơn. Mọi người cũng lộng lẫy mà. Bà lúc nào cũng tưởng tượng hết. Vừa về tới là báo đăng ngay. Bình thường thôi. Mà nè, nghe nói mày mới có bạn trai hả? Còn không mau giới thiệu đi. Kìa ảnh kìa. Hello. Ủa? Anh là anh. Trước đây anh ấy là bạn trai của bà, nhưng bây giờ anh ấy là bạn trai của tôi. Bà không có ngại chứ? Chào em. Dạo này em sao rồi, vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe, cảm ơn anh. Ủa, ai vậy? Bạn trai của em hả? Mày lúa đó. Không, là lính của tôi. À, vô ngồi đi anh. Sẵn có việc gặp nhau, mời lính em một ly. Tôi không biết uống. Uống đi, đừng có làm tôi mất mặt đó. Tôi không có hứng. Nè, anh mà bước ra khỏi cánh cửa đó thì mọi hậu quả anh tự chịu trách nhiệm nha. Tôi đã từng bước qua nhiều cánh cửa kinh khủng hơn nhiều. Rồi anh sẽ quay lại đây thôi. Lính của em hả? Có vẻ lính của em không nghe lời đó. Rồi thôi bỏ đi. Giờ này có gì mới không? Mọi thứ vẫn vậy. Cuối năm nay tụi tôi đám cưới. Tới lúc đó bà đừng có vắng mặt nha. Tất nhiên. Vô đi. Vô. Chìa khóa. Thấy tiên. Rồi anh sẽ quay lại đây thôi. Không lẽ mình thua cô ta?
gì vậy? Đây là đâu? Sao anh nói đưa tôi về resort Tinh Anh mà? Chỗ này đâu phải. Đúng rồi, đây đâu phải là resort Tinh Anh. Vậy chứ đây là đâu? Đây là nơi chuyển giao tình bạn thành tình yêu. Chết ra! Đồ khốn nạn! Được, anh thích kiểu người con gái mạnh mẽ vậy đó. Cùng đi cái. Mày muốn chơi hả? Mày muốn nổi tiếng lắm hả? Được, mai tao cho mày lên báo. Còn thê thảm hơn việc bị cưỡng hiếp nữa con à. Tránh ra! Cứu tôi với! Tránh ra! Hôm nay tao sẽ trả thù cho anh hai tao. À, thì ra mày là một con chó khác của Gia Vũ hả? Buông tôi ra! Đồ khốn kiếp! Buông ra! Cứu tôi với! Cứu tôi! Cái gì nữa đây? Tôi sẽ chịu mọi chi phí thuốc men. Nếu cô chịu một nhát dao này á thì tốt hơn. Nè, sao anh độc mồm độc miệng vậy? À, tôi là vậy đó. Nếu tôi không đi theo cô á thì tôi đâu có bị như vậy đâu. Anh Bảo, tôi xin lỗi. Cái gì? Cô nói cái gì tôi nghe không rõ. Nè, tôi xin lỗi và cảm ơn rồi. Anh đừng có được nước làm tới nha. Hả? Cô nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Đồ biến thái. Nếu mà anh không sàm sỡ tôi đâu có mạnh tay vậy. Nè, từ giờ bỏ tật sàm sỡ đi nha. Sao? Giờ thì quê. Tôi chỉ muốn kiểm tra cô có đồng tính giống như cô nói hay không. Ai ngờ đó là sự thật. Vậy thì tôi về cô đâu có gì là thiệt thòi. Anh nè, đừng có tưởng á tôi dễ ăn hiếp. Nè, Bảo. Trời, sao chưa về nữa? Sao theo ám tôi hoài vậy? Anh có sao không? Khỏi lo. Mà tôi không ngờ chỉ trong vài ngày mà cô hại tôi thê thảm như vậy đó. Bị đồng nghiệp xa lánh, làm nhục cô trước đám đông, còn đâm tôi nữa, làm mọi người hiểu lầm. Với lại cô có một thằng bầu điểu cán, đúng là hai người xứng đôi vừa lứa mà. Anh biết gì mà nói chứ? Tôi không biết, tôi chỉ thấy thôi. Với tôi thì hung dữ, gặp người đó thì như con mèo vậy đó. Nói chuyện ra đúng là dư thừa mà. Nhưng mà dù sao cũng thật lòng cảm ơn anh. Nghe rồi. Mà sao anh biết tôi gặp nạn mà tới cứu vậy? Khi tôi quay lại tìm cô lấy chìa khóa. Chìa khóa xe tôi đâu? Bạn tôi đang giữ. Bạn cô ở đâu? Bạn tôi kia kìa. Anh đang đi vệ sinh. Đợi xíu đi. Tôi lạ lắm hả? Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Cô coi chừng đó. Anh hâm tôi luôn hả? Cẩn thận. Tôi từng là lưu manh mà.
Nhìn thấy hình xăm mỏ neo trên cổ hắn, tôi biết hắn thuộc băng Rồng Đen, một băng giang hồ có số má. Và con người cô đáng ghét như vậy, đến cả giang hồ cũng muốn xử cô nữa. Ủa, tôi đối xử với anh tệ vậy đó, tại sao anh còn cứu tôi? Bởi vậy giờ tôi mới ân hận nè. Mà không ngờ cái tướng coi lù khù như vậy mà đánh đấm coi cũng được quá chứ. Còn cô á, nhìn mạnh mẽ dữ dằn như vậy mà cũng yếu đuối quá ha. Thôi tôi về đây. Nè, đứng lại. Cô muốn thử coi tôi yếu đuối cỡ nào không? Đó, mới im lặng giờ lại không giữ. Cô thật là khó hiểu mà. Phải, ai cũng nói vậy hết. Bây giờ tôi về được chưa cô nương? Thưa cô nương tôi về. Cái laptop anh tặng cho Bin xài tốt không? Dạ rất tốt, Bin thích lắm. Ngồi suốt cả ngày à. Đó là mơ ước từ nhỏ của nó mà. Em cảm ơn anh nha. Bin thích là được rồi, đừng có cái gì cũng cảm ơn anh, nghe xa lạ lắm. Thôi anh ngồi đi, để em vô lấy nước. Chào em. Chào anh mới học về. Chào chị hai mới học về. Em biết ba đi đâu không? Em đâu biết đâu, sáng giờ em đi học mà. Ba đang bệnh mà không biết đi đâu nữa. Bình thường mà. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Tôi chết rồi, cái máy tính để đây đâu mất tiêu rồi. Chết rồi chị Hải ơi. Chị Hải ơi, chị Hải ơi, chết rồi, chết rồi. Cái máy tính không còn trong phòng nữa. Hả, em tìm kỹ coi. Em tìm kỹ lắm rồi. Không lẽ ba? Không đâu, bà đã hứa với chúng ta là ba thay đổi rồi. Chắc chắn là ba không lấy đâu. Sao chị biết được? Ba hứa biết bao nhiêu lần rồi mà ba có làm được đâu. Ba này thiệt tình á. Gần đây có tiệm cầm đồ nào không? Dạ, có một tiệm anh. Vậy đi nhanh lên, có khi còn kịp. Đi nhanh đi, nhanh lên chị Hai. Mẹ đi ông già, làm việc gì mà chậm quá. Giao đi nhiều nơi lắm đó. Vài thùng nữa là xong nè. Làm nổi không? Nổi chứ sao không nổi. Chú cứ nói à nghe. Nhanh lên còn gì khác nữa. Yên tâm đi, tôi làm được mà. Tôi không có thời gian đâu nghe. Làm không được thì nói, chứ làm không xong là tôi cho nghỉ đó. Rồi rồi, yên tâm đi. Tôi không có thời gian đâu đó. Rồi rồi, được rồi. Dạ dạ. Ba. Ủa, con làm gì ở đây? Ba làm gì ở đây vậy? Ba làm gì? Ba đã hứa với con là ba sẽ thay đổi mà. Con làm gì vậy? Ba. Ba. Hả? Ba. Ba. Cái máy tính của con đâu? Sao ba đem đi bán? Ba đâu có. Ba định nói vậy, ba định nói là ba không bán hả? Là ba cho không ai hết. Ba không biết là cái máy tính đó là ước mơ của con. Bạn chị hai mới tặng cho con, sao ba đem bán? Trời ơi, cái laptop của con ba gửi cho nhà cô Sáu kế bên rồi. Tại vì tụi con đi hết trơn, ba sợ ăn trộm nó vô nó lấy. Alo, dì Sáu hả? Ba con có gửi cái máy tính bên nhà dì Sáu không? Có hả dì? Cảm ơn dì. Ba ơi, con xin lỗi ba. Thôi, thôi tụi con đi về đi. Ba còn phải làm việc nữa. Đi đi, ba. Đi đi. Để đi ông già. Tới liền. Ba. Tụi con lại xuống đây. Đi. Con không cần ba đi làm đâu. Con không muốn thấy ba như vậy. Con nuôi ba được mà. Được rồi, ba làm được. Giữa đường giữa xá mà tụi con làm gì vậy? Thôi đi về đi. Đi về đi con. Thôi được rồi. Để ba, ba đứng đây đi. Để con với chị Hai làm cho. Ba đứng đây nha. Thank you.
Cái gì? Em có chắc là nó không? Chắc chắn. Em chỉ mới về Việt Nam, đâu có gây thù chú quán dai. Thằng khốn nạn, dám cho người hại em à? Anh sẽ không tha cho nó. Thực ra tất cả đều nằm trong dự tính của em. Dự tính gì? Mà suýt chút nữa em gặp nạn rồi. Em có biết là em làm cho anh rất lo lắng không? Em biết là anh hai rất thương em. Em hứa sẽ cẩn thận hơn. Lần này em thoát được, nó sẽ không buông tha cho em. Em biết, nên lần này em phải đi bước tiếp theo. Em tính làm gì? Lấy lại những gì đã mất. Cô em vẫn còn xinh đẹp. Tao biết là mày mà. Đây là đồn công an, đề nghị các anh giữ trật tự. Bây giờ sao? Tới trả thù à? Làm đi. Tốt nhất là từ nay đi đâu cũng nên thuê vệ sĩ cho an toàn. Ngoài đường còn nhiều thằng điên lắm. Tao không có thời gian tới đây để nói nhảm với mày. Tao tới đây hôm nay là để dứt điểm với mày. Dứt điểm? Mày làm mọi chuyện để có thể giành được miếng đất của tao, thì tao cũng sẽ làm mọi chuyện để giành lại. Đừng vội mừng, mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Tao với mày đấu với nhau không có ý nghĩa gì. Bây giờ mày trả lại cho tao, tao sẽ khôi phục danh dự cho mày. Và sẽ trả lại gia đình em ấm vốn thuộc về anh. Chỉ cần mày buông tay, mọi thứ mày có trước kia sẽ vẫn như cũ. Tao với mày không ai xâm phạm ai. Mày làm tao mất hết danh dự, gia đình thì tan nát, đẩy tao vào con đường tù tội. Rồi bây giờ tới đây bàn chuyện làm ăn. Mày nghĩ tao là thằng ngu chắc? Tao sẽ để lại, nhưng không phải là cho tụi bay. Anh nghe đây, tôi có thể khiến cho gia đình anh ly tán, mất hết danh dự, thì cũng có thể cứu anh, kể cả gia đình anh. Anh không cần gia đình à? Anh em tụi bay rất xảo quyệt, lấy gì để tao tin? Tụi này chỉ cần miếng đất, còn không, ngay trong hôm nay, ở trong trại giam này sẽ có người tới hỏi thăm anh. Anh chơi cứng, tôi cũng đâu có mềm đâu. Chị Thanh ơi, đại diện resort tên anh đã tới. Được rồi, em cứ đưa chị Quỳnh vô phòng đi, chị qua bây giờ đó. Dạ không phải chị Quỳnh, là trợ lý giám đốc đó. Thôi được rồi, cảm ơn em. Dạ. Là anh gì? Là anh hả? Làm gì mà em bất ngờ vậy? Bộ gặp anh em không vui sao? Không phải, tại em nghe tiếp tân nói là sẽ gặp trợ lý giám đốc nên em không nghĩ là anh. Đúng là vậy, nhưng mà anh đã nhờ việc đi làm việc khác cho anh. Từ nay mọi việc giữa hai công ty và resort anh sẽ trực tiếp giải quyết. Anh ngồi đi. Mấy ngày rồi không gặp, anh nhớ em lắm. Kìa anh, em đang ở công ty mà. Hiểu rồi. Trước khi vô bàn công việc, hôm nay sau giờ làm anh sẽ đón em. Em còn phải đi làm chỗ anh nữa mà. Anh là chủ ở đó, anh duyệt cho em nghỉ một bữa. Với lại anh có một bất ngờ dành cho em. Đây là bản báo giá và số lượng khách dự kiến của bên em. Anh xem đi.
Sao vậy ba? Ba không vui hả? Không phải. Ba chỉ lo mọi thứ sẽ không được như ý. Bữa cơm lần trước cũng tươm tất như vậy. Nhưng mà tới phút cuối... Ba đừng có vậy mà. Lần này con thấy anh hai rất là thật lòng đó. Ừ, ba cũng hy vọng như vậy. Anh hai. Chị. Dạ, con chào bác à. Tụi con quen nhau đã lâu rồi, nhưng mà con chưa có dịp nào chính thức ra mắt cho ba biết. Đây là bạn gái của con. Đây là Thủy Tiên, em gặp rồi. Em chào chị. Hôm nay chị đẹp quá. Cảm ơn em. Mình vô ngồi đi, ngồi đi. Dạ. Nè, ăn tự nhiên nghe con. Dạ bác. Ai cũng coi chị như người trong nhà rồi. Ba, ba uống nhiều rượu quá không tốt cho sức khỏe. Có sao đâu con, lâu lâu ba mới uống mà. Đây, mời cả nhà. Mời. Sao hôm nay anh đưa em về ra mắt mà không báo trước cho em một câu? Anh đã nói là tạo cho em bất ngờ mà. Làm em chưa kịp chuẩn bị gì hết, ngay cả một món quà cũng không có. Em đừng quan trọng chuyện đó. Ba anh cần thứ khác. Phải. Em thấy được ba anh đã rất hạnh phúc. Có lẽ là lâu lắm rồi bác mới được như vậy. Anh đã hứa với em anh sẽ thay đổi, và anh đang làm điều đó mỗi ngày. Em hy vọng tất cả những điều anh làm phải xuất phát từ trái tim, chứ không phải là vì em. Lúc bắt đầu cũng là vì em. Nhưng khi sống trong không khí gia đình, nhìn nụ cười của ba và Thủy Tiên, anh thật sự rất hạnh phúc. Giống như anh đã mất đi điều gì đó quý giá mà hôm nay mới tìm lại được vậy. Em rất vui khi anh nghĩ như vậy. Xe bị sao vậy anh? Anh không biết nữa. Chắc là bị gì đó, để anh xuống kiểm tra coi sao. Em vô kia để anh chút nha. Dạ. Trạm xe buýt này là nơi lần đầu gặp lại của chúng ta. Hôm nay đã tròn một năm rồi. Một năm hả? Em xin lỗi, em không nhớ. Còn anh thì chưa bao giờ quên. Đó là ngày anh hạnh phúc nhất. Bắt đầu mối quan hệ của tụi mình. Tặng em. Em mở quà đi. Chúng ta làm lại từ đầu nha. Anh... Những ngày ở bên em, anh đã biết giá trị của tình thân là như thế nào. Anh trân trọng và sẽ sống vì nó, sống vì em. Những gì anh làm xuất phát từ trái tim anh. Em hãy chấp nhận tình cảm của anh một lần nữa. Em không muốn dối anh, nhưng thực sự giữa chúng ta... Anh biết anh đã làm nhiều việc khiến cho em phải thất vọng. Nên hôm nay trở lại đây, nơi mà chúng ta đã bắt đầu, anh hứa điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Em hãy cho anh một cơ hội để làm lại. Là một Hải Lâm đã từng làm cho em hạnh phúc, em quan trọng hơn mọi thứ anh có. Những thứ đã qua, em hãy để cho nó qua đi. Mình làm lại từ đầu được không em? Thank you.
Thủy Tuyên đã giết Đơn Bảy Nại. Bây giờ anh có thể về nhà. Mọi việc đơn giản như vậy thôi sao? Mọi chứng cứ chúng tôi điều tra đều hướng về Lê Đại. Anh ta là chủ mưu mọi việc, Thủy Tiên cũng chỉ là nạn nhân như anh thôi. Bây giờ anh có thể về. Dạ, cảm ơn cán bộ. Em, cô ta đã kể hết sự thật cho em nghe rồi. Em xin lỗi anh vì đã hiểu lầm anh. Mọi chuyện đã qua rồi. Qua. Bà ấm nha. Qua chuyện lần này á, em mới biết được tình cảm của anh dành cho em như thế nào. Thôi, mình về anh. Cuối cùng thì chúng ta cũng lấy lại được miếng đất tâm huyết của mẹ. Lần này nhờ có em. Nếu không, anh sẽ rất có lỗi với mẹ. Anh nói gì vậy? Em không phải là con của mẹ, không phải người trong gia đình mình sao? Nếu ai đụng tới gia đình hay là người thân của em, em sẽ không để yên cho kẻ đó. Hy vọng sau này Gia Vũ sẽ biết trân trọng gia đình và đừng tìm cách hại anh nữa. Không đâu, em nghĩ với tính cách của hắn, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Em nghĩ chúng ta nên đề phòng và đi trước hắn một bước. Có em là anh đã yên tâm rồi. Lâu nay mọi việc anh làm đều không qua mắt được Gia Dũng. Chỉ có một lý do để giải thích, đó là resort có tay trong, thậm chí người đó rất cần anh. Anh cũng nghĩ vậy. Anh cứ lo chuyện yêu đương nhanh nhất của anh đi. Em về đây lần này là để hỗ trợ anh trong mọi vấn đề. Mà anh khoan hãy đổi việc gì, chúng ta chỉ chưa sử dụng hết giá trị của việc. Phải đưa hắn lên cao, cho hắn sống trong tình yêu thương, rồi bất ngờ đạp hắn xuống, để mẹ con nó cảm nhận nỗi đau đã gây ra cho mẹ chúng ta. Em thật không đơn giản. Gần đây anh thấy em có nhiều tâm sự. Không có đâu, chỉ là em làm việc nhiều nên hơi mệt chút xíu thôi. Bây giờ em nên làm bạn gái của anh rồi, hay là em nghĩ làm bên công ty du lịch đi? Tuyệt đối không được. Tuy là bạn gái nhưng mà ai cũng phải có công việc riêng. Em không muốn mang tiếng dựa dẫm vào anh. Anh biết tính em muốn độc lập mà. Anh biết, nhưng mà anh rất lo lắng cho em. Em đã qua tuổi để cho người khác phải lo lắng rồi. Anh lo vấn đề khác. Anh lo là em sẽ hết yêu anh mà đi yêu người khác. Nè, người yêu của em vừa đẹp trai nè, vừa giỏi nè, lại là ông chủ của một resort lớn, hơn nữa lại rất yêu em. Điều kiện tốt như vậy, làm sao mà em hết yêu anh được? Anh chỉ sợ là ai đó có những thứ hợp với mong muốn của em hơn là anh có. Thôi, anh bắt đầu nói lung tung rồi đó. Ý anh muốn nói là... Anh đứng lại. Để coi anh có còn tiếp tục nói được không. Nè, nè. Quỳnh. Chào. Xin lỗi nha, Quỳnh phá không gian riêng của hai người rồi đúng không? Thôi Quỳnh trở lại resort đây, không phiền hai người nữa. Ủa, sao hôm nay cổ buồn vậy em? Em là bạn thân của cổ thì nên quan tâm cổ nhiều hơn chứ. Có lẽ là vì chúng ta đó. Sao lại liên quan tới chúng ta? Anh có biết là Quỳnh nó có tình cảm với anh từ lâu rồi không? Không thể nào. Cổ làm việc bên cạnh anh lâu nay. Em với con Quỳnh là bạn thân với nhau cả chục năm rồi. Khi bắt đầu với anh, em thực sự rất khó xử vì điều này. Thì ra đây cũng là lý do mà em đã ngại khi đến với anh đúng không? Bây giờ em thực sự rất là khó xử.
Đừng lo, anh sẽ lựa lời nói với Quỳnh. Đừng. Nếu mà còn muốn chơi với nhau lâu dài, phải thẳng thắn để cổ không đau buồn gì tụi mình, và cổ bắt đầu những tình cảm mới, cuộc sống mới của cổ nữa chứ. Quốc Bảo đâu? Có tôi. Sao đến trễ vậy? Xin lỗi, hôm nay tôi có việc đột xuất. Có gì tại sao không gọi điện xin phép tôi? Tôi có gọi điện báo cho anh Trường rồi. Anh Trường chỉ là tổ trưởng, ở đây á tôi mới là trưởng bộ phận. Xin lỗi, tại vết thương của tôi hơi đau, không biết cô nhớ không? Việc nào ra việc đó, để lần sau không tái phạm và nâng cao tinh thần của đội cứu hộ, tôi vẫn sẽ phạt tất cả mọi người. Chuẩn bị thục dầu tại chỗ 100 cái. Lúc sinh ra thì ai cũng có những ước mơ một thời. Ước mơ xưa vô tư dại khờ, một thủ ngây ngô. Rồi tháng năm trôi qua mau, đâu ai biết được lòng người luôn đổi thay. Vô tư hòa theo tháng năm vội vàng, chắc liệu còn bên ta. Trong tâm ta một khi toan tính, những hận thua vụn vặt là khi mây đen kéo đến nếu bước ta đi. Và sẽ không còn trong ta đam mê cháy bỏng một thời ta đã từng mơ. Người sinh là trong cảm bấy cuộc đời khiến cho ta u mê. Cho những tính toán với những hận thù, mất hết tình người, chỉ toàn bắt chết đời tâm tôi. Khi ta nhận ra cô đơn với kín tâm hồn, kiếp ngọt ngào đã có một thời, nay còn đâu.